Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của anh Thắm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây. Đa số là lắc ha quý vị. Trực cũng có luôn nha quý vị. Cụ đế đẹp đẹp không ha. Đây, trực này cụ đế luôn nè. Đấy đẹp đẹp không ha. Đây em chào anh. Em chào anh Tuấn ơi. Hôm nay em về 20 mấy phô mai để phục vụ cô chú gần xa anh Tuấn ơi. Hôm nay là em 29 cây anh ơi, Tuấn ơi. Mã số 29 mã số. Dạ. Rồi em vô số 1 có 2 cây anh Tuấn ơi. Anh giới thiệu lại địa chỉ mình đây đi anh. Em ở ấp Tân Thạnh, Sơn Đông, Trà Gạo, Tiền Giang anh ơi. Rồi. Như thường lệ của em là bao sóng bao ship anh ơi. Rồi, bao sóng bao ship toàn quốc tiêu gì những gì. Dạ. Rồi, mã số đầu clip. Clip có 2 cây anh ơi. Số 1 có 1 cặp ha. Dạ. 18 của anh. Rồi, em đó 18. Em kia 17 anh ơi. 17. Rồi chiều cao ra một em cũng được. Em đi. Rồi em thấp bên kia là 37. À, chiều cao. Rồi xe của diện em nghe kỹ ha. Cái lồng 37 anh ơi. Để đây. Rồi một cặp mã số 1 giao lưu bao nhiêu anh? Dạ, cặp số 1 làm giao lưu 500 anh ơi. 500. Rồi, xuống cây. Anh tính phụ cho. À, tiếp tục luôn. Cây số 2 anh ơi. Cây số 2 cây lẻ anh Tấn ơi. Quanh 17. Rồi chiều cao. Chiều cao 67. 67. Rồi, đế sò lon sò lon. Đế còn con này bự bự không anh? Anh cắm chung. Rồi giao lưu nhiêu anh? Cây số 2 giao lưu cô chú 300 ngàn anh ơi. Rồi 300. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 3 luôn nha quý vị. Hai mươi hoành. Rồi hoành 20. Rồi chiều cao luôn. Cao 56. 56. Thân lắc tay cành đều. Đế đẹp quá nè. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Có máy xị rồi cô chú anh chị ơi. Máy trầm thôi. Đó. Để đều tay cành đẹp ha. Giao luôn như anh. Cây số 3 năm giao luôn 450 ngàn anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Đặt cái lô này em để cô chú giá sinh viên. Sinh viên luôn. 19 hoành. Rồi hoành 19. 95. Rồi cao 95. Mã số 5 ha. Đây 4 chứ anh. Mã số 4 hả? Mã số 4. Tại cành đều. Rồi để đây nè quý vị. Cái này con này. Khối nè, đặt cái trên. Cái này về cho tàn cũng được nó cô chú ơi. Ở đây, xương cành ok ha. Rồi giao luôn nhiêu anh? Cây số 4 giao luôn cô chú 500 ngàn anh ơi. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 5. 5 23 hoành. Rồi hoành 23. Chiều cao 59. Rồi 59. Một con lắc quá đẹp. Rồi xuống đế luôn. Đế quý vị. Rồi giao lưu nhiêu anh? Cây số 5 này em giao lưu 650 ngàn anh ơi. Rồi xuống cây luôn 650 ngàn. Rồi mã số 6 luôn. Hai mươi lăm hoành. Rồi chiều cao 56. Một củ quá đặc quá bự để sổ luôn. Hai củ đế quá vậy ơi. Kính đế nè ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? Cây số 6 là giao lưu cô chú 900 ngàn anh ơi. Rồi 900. Rồi xuống cây luôn. Mã số 6 quá đẹp của chú anh chị ơi. Rồi mã số 7 luôn. Để có cái cành phóng luôn ha. Dạ. 25 hoành. Rồi. Mã số 7 51. Rồi, cao 51. Đó, có cành phóng ha. Dạ. 22 cây. Cành phóng này chắc con thân ra ba mấy ạ? À? Ờ, thử coi. Thử coi nghe cành phóng đây. 32. Rồi, 32.
Để luôn nha quý vị. Để lực không ha. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Cây số 7 này em vô luôn 800 ngàn anh ơi. Rồi, 800. Mã số 7. Để trong này cũng còn nữa anh. Tại em làm chưa hết. Rồi. Xuống cây ha. Rồi, tiếp tục luôn. Cây triệu. Mã số 8. Mười tám quạnh anh ơi. Rồi quạnh 18. Cao 52. Rồi. Đế này nguyên khối dưới luôn. Nó về nguyên khối đế nè. Đế nôm sổ. Rồi vô luôn nhiêu đây anh? Cái số 8 này vô luôn 500 ngàn anh đây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên số 9 luôn quý vị. À, số 9. Hai mươi ba hoành. Rồi, 23 hoành. 60 chiều cao. Rồi, xây xây luôn. Đây, đế là nguyên bể luôn. Rồi, giao luôn nha anh. Cây số 9 giao luôn 650 ngàn anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 650 ngàn. Tất cả các cây báo giá trên clip đã bao ship nè quý vị. Cây chở tới nhà quý vị với giá đó ha. Dạ. Rồi, mã số 10. Hoành 22. Chiều cao 54. Rồi. Đây quý vị. Đây có lắc quá đẹp. Đây lực không nha cô chú. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Số 10 đang giao lưu 650 ngàn. Rồi xuống cây luôn, 650 ngàn ship tới nhà. Rồi, số 11. Hoành 20. Chiều cao 76. Rồi cao 76, hoành 20. Thân cành đây. Tay cành đẹp lắm cô chú ơi. Này cũng mắt trúc thì nó ngẩn ngẩn trong mình nữa gì. Dạ. Cũng nhìn cũng lạ mắt này ha. Để đây. Rồi, giao luôn như anh. Số 11 giao luôn 450 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, 450 ngàn. Rồi, tiếp tục luôn, số 12 luôn. Số 12 hoành 20. Chiều cao 68. Rồi. Này cũng mắc trốc nha quý vị. Đây, ngẩn ngẩn nè ha. Dạ. Đấy quý vị. À, để trường ha, chống chiều cũng có nè. Hai chân trước. Có ha. Hai chân chiều bự. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Số 12 nè, mã 12 nè, em giao luôn 450 ngàn đây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 13 ha. Dạ, 13. Hoành 22. Rồi. Chiều cao 47. Cái co lắc nó dựng đứng lên luôn nè, ngay tâm. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Số 13 giao luôn 650 ngàn đây. Rồi, xuống cây 650 ngàn quý vị. Rồi, mã số 14. Ê, giờ để vậy, vậy phải không? Đó, cành phóng luôn. 25 hoành. Cho hết cái cành phóng bao nhiêu anh? Cành phóng nó 76 đi. Rồi 76 cho đẹp ha. Dạ. Cò ha, cũng đây, ok ha. Cái bay. Rồi, để luôn. Nghe đây nó anh em cô chú có bị nấm em xử lý rồi nha anh. Này. Rồi có bị nấm ha. Rồi, em xử lý hết. Rồi, giao luôn nhiêu đi anh? Cái 14 em giao luôn 900 ngàn đây. Rồi, 900. Đế luôn. Rồi, xuống cây luôn. Cái này cái gì? Thú ngoái đầu hả? Rồi, mã số 15. 20 hoành. Chiều cao 44.
Rồi xay xay luôn, quý vị ngắm nghe kỹ em này ha. Đây con quái nè. Đây. Nó quay quái sao á? Quay quái nè quý vị. Kỹ đầu quái. Rễ này đều rang hết. Quyền bền trước ha. Dạ. Cái mình nè. Quái đầu. Dừng anh. À quý vị. Ngắm nghe kỹ cái này. Này giống như cái mền với hai cái tay ha. Có rễ. Ừ. Chân chịu xuống. Rồi, giao lưu như ra. Số 15 này em giao lưu 450 ngàn đây. Rồi, xuống cây luôn. Một cây quái luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 16. 16. Để 21 vành. Rồi. Chiều cao 35. Rồi. Đấy đẹp lắm anh ơi. Đây, dừng lại nha. Dạ. Người người bể ha. Điều hết rau. Cái co cũng đẹp nữa nè. Rồi, giao lưu nhiêu anh? À, 16 này giao lưu 600 ngàn cô chú ơi. Rồi, xuống cây luôn, 600 ngàn. Rồi, tiếp tục luôn. Số. Chưa. 17. Quanh 21. Rồi. Chiều cao 41. Rồi, 41. Quanh 21. Đã dừng ra cái bể của vị nghe đường thân luôn ha. Dạ. À. Rồi giao luôn nhiêu anh? Ở 17 em giao luôn 600 ngàn anh đây. Rồi xuống cây luôn 600. Rồi tiếp tục luôn. 18 luôn. Hai mươi hai hoành. Rồi. Chiều cao 57. Rồi hoành 22. Cao 57. Má 18. Đây, đế nè. Nguyên cái bệ luôn nè. Đây, xe qua đây luôn. Nó cũng đều luôn ha. Dạ. Chỗ nào cũng có, cộng cũng bự bự không quý vị. Giá yêu thương không nè. Rồi, giá nhiêu anh? Mới 18, vô lô 600 ngàn. 600 mà ship tới nhà luôn. Rồi, xuống cây. Qua cây mới luôn. Đó, em này cũng gió giót đọt nè. Tay cành có đây. Số 19, 23 hoành. Tay cành xỉa tiền nè. Cao 60. Đọt dốc nhỏ xíu trên luôn. Tay cành bự luôn. Tay cành của gì? Đó. Cái lưng nữa. Để đây, để chân giống chịu bự luôn ha. Dạ. Có cái mình. Để nhìn cũng khéo ra đế của gì nè. Một cái trực lắc. À, trước hai chống chịu bự trước luôn ha. Rồi, giao lưu như anh. À, 19 giao lưu 700 ngàn đây. 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục. 20 ha. Số 20. Có, không có bài gì đây. Còn em nó 19. Rồi. Đâu đâu, đây đi. 62 chiều cao. Rồi. Tóc thân hơi cao ha. Đó. Cành có cành phóng ha. Dạ, cành phóng ra có hai mấy ạ. À. Xuống cái củ đế cái quý vị. Đây. Đây, cái củ đế đây. Đó. Đẹp luôn. Có chừng triệu trước ráo của chú ơi. Đặt luôn á. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Ở 20 em giao lưu 750 ngàn anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. 750 ngàn. Rồi, tiếp theo luôn. 21. 22 hoành. 56, chiều cao. 56, cao. Đây, đi. Đây, đây. Đây đây đây, stop cái anh, dừng cái này. Đó, quá cái để đây ha. Rồi, sẽ tiếp bên kia luôn. Đây. Đây có 1 triệu trước cũng có nè. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Má 21 làm giao luôn 700 ngàn anh đây. Rồi, xuống cây luôn. 700 ngàn. Chứ không lẽ không mạng. Theo luôn. Bự mà. Số 22. Đây. Hai hoành 23. Ba. Chiều cao 45. Rồi, cái bệ dưới luôn. Cúc cành bỏ đẹp lắm nha anh. Rồi, bệ đế đây. Rồi, giao lưu nhiêu anh? 22 này em giao lưu 800 ngàn cô chú ơi. 800.
rồi xuống cây luôn, rồi tiếp tục luôn, độ 23 luôn. Ba quạnh 21. Rồi. Chiều cao 44. Rồi. Rồi cụ đế luôn. Đế nè. Trong này cũng còn nữa là tấn công bự. Đây, công bự nằm đây luôn. Rồi, giao luôn như anh. Mã số 3 giao luôn của chú 500.000. 500. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục luôn, mã số 24 luôn. Một cục luôn lùng lực luôn. Cụ đế 23 hoành. Rồi. Chiều cao nó 34. Em nghe em này. Cái cũ ta dừng lại. Cụ đế bự, như con ốc bự ha. Dạ, sắn xuống. Rồi, sẽ tiếp đây, luôn. Đây, hai cái chân nữa nè. Đó, nguyên con ốc này bự nha. Rồi, giao lưu như anh. Mã số 24 làm giao lưu của chú 1 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu. Rồi, tiếp tục luôn. 25 luôn. Giờ cô chú chồng vẫn đứng lên lại à. Tại cái bầu này làm không ngay. 27 hoành. Chiều cao nó 30 35. Rồi, hoành 27 nha quý vị, em này có cái cũ luôn nè. Đó. À, cụ đế dáng này cũng đẹp đây ha. Đây. Quá đẹp. Giao luôn như đen. Cái 25 giao luôn cô chú 1 triệu anh ơi. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 26 luôn. Cầm bay luôn. Đó. Bay luôn, bay ngoái đầu qua anh kia xíu ha. 21 hoành. Dạ, lo đây đi. Từ đỉnh xuống tới góc. Tới thân này đây đi, 80 anh ơi. Đó. Đây. Rồi xây xeo diện ngắm nghía thân cạnh nha. Lắc 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 ha. Lượn lượn lượn. Rồi để luôn nè quý vị. Đặt đế trần ha. Dạ. Đặt ở trần quý vị. Rồi giao luôn nhiêu lên. 26 giao luôn 700.000 cô chú ơi. Rồi xuống cây luôn 700. Tới mã 27. Rồi 27. Tính 20 lên đây. Rồi 21 thì yếu xíu à. Tính 20 của anh. Cao 37. Rồi. Đây. Đến. Có cái đuôi, cái cũ có cái đuôi trên đây nè. Rồi, giao luôn như anh. Ở số 7 em giao luôn 500.000. Rồi, xuống cây luôn, 500. Một trực luôn. 28, một cái trực bay. Đó. Này cho cắm đầu xuống cũng được. Dạ. 24 hoành. Chiều cao nó 41. Rồi. Cành bay. Cành bay nó 38, tông thân ra 38. Đâu, anh cho nó cắm nhổng đít cắm đầu xuống thử coi. Ừ, nhổng đít cắm đầu. Thử coi. Vậy đi, về cô chú muốn sửa sọc sửa chứ. Chờ nó đi. Rồi. Là cái gì dựng như nãy cũng được, tùy quý vị ha. Dạ, dựng đứng cũng được mà đổ cũng được. Lấy này đánh ra. Lập lại cái hồi cũng được, lấy lại cái đỉnh cũng ok. Dạ. Yeah. Rồi, thế cái quý vị. Cho vòng nó đi ha. Dạ, cái này đẹp mà. Chú ký. Ký này. Đó. Rồi, vô luôn nhiêu đây? Số 18 là vô luôn 700.000 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Đây. 29. Mới clip 9 clip ngày hôm nay anh ơi. Trực cụ đế nè. Quá anh. 21 của anh. 1. Cao tới mặt bầu.
bầu đây là 45. Rồi anh cho thông số cái nồi nó kìa. Nồi ngắn ở ngắn đặt đó. Ngắn này không? Ngắn đó nhưng cái gì? Ngắn đặt này. 80 anh ơi. 80. Này sổ chắc hơn 20 ha. Dạ sổ hơn. Sổ này chắc hơn gan tay đó. Đo thử coi. 20 anh ơi. 20 ha, 20 là to tính đây. Dạ, tính ở đây. Nếu mà tính là cậu để ở đây là còn nhiều nữa ha. Dạ. Đây, nguyên cái khối luôn. Khối ha. Đây. Để đặt kẹo luôn nha cô chú. Đây không có trống chỗ nào cô chú ơi. Rồi giao lưu như anh. Má 29 này em giao lưu 1.500.000 anh Tấn ơi. 1.500.000. Nhưng mà 29 này cuối clip ngày hôm nay anh Tấn ơi. Rồi, dạ lại dùng anh. Em cảm ơn cô chú ủng hộ gần sau ủng hộ cuối clip vừa rồi. Nhưng clip này ủng hộ em tiếp tục như vừa rồi. Xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.